Vâng, Zipman mến chào quý anh em nhé. Hôm nay trên clip này thì Zipman sẽ giới thiệu cho anh em xem một chiếc bật lửa khá là rẻ anh em nhé. Cái bật lửa này của thương hiệu Zoro. Đấy thì cái hộp nó là hình chữ nhật như thế này nhé. Cái hộp này cũng rất là quen thuộc rồi. Và sản phẩm này có chủ đề về hai mộc đáy anh em nhé. Đây hộp nó như thế này. Mình sẽ giới thiệu luôn cho anh em. Thì nếu như anh em để ý kỹ cái kiểu dáng này thì nó cũng giống một cái mẫu mà shop mình đã phân phối, đó chính là cái màu đỏ như thế này nhá. Cái màu đỏ thì màu cũng khá là đẹp, còn cái là màu đen anh em nhé, kiếp đỏ đen. Thì cái màu đỏ này có mã số là RR37 anh em nhé. Nếu anh em thích thì có thể lên kênh YouTube hoặc là kênh website của shop, gõ chữ zipman.vn xong rồi gõ chữ RR37 trên ô tìm kiếm thì là ra cái sản phẩm màu đỏ đấy. Còn quay lại với cái sản phẩm màu đen này thì cái này có mã số mình đánh dấu trên đây anh em nhé, RR101, RR101 anh em nhé. Đấy, mình bóc túi ra cho anh em xem. Thì anh em thích cái mẫu nào, mã số nào ấy, thì anh em đọc đúng cái mã số cho shop nhé, thì shop mới tư vấn được cho anh em. Đấy, còn cái này thì chất liệu của nó là bằng bằng đồng anh em nhé, bằng đồng thau, xong rồi khảm men màu đen, màu đen tuyền luôn anh em nhé, ở mặt trước và mặt sau. Đấy, thì tùy anh em, nếu anh em thích cái màu nào thì anh em có thể lấy cái đấy anh em nhé. Mình lật cái mộc đáy cho anh em xem. Đây, mộc đáy đấy ạ. Như bên dưới mộc đáy thì anh em có thể thấy là có chữ brass đây anh em nhé. Brass tức là bằng đồng anh em nhé. Brass là đồng, solid brass tức là đồng thau. Đấy, còn cái này nó đến từ cái thương hiệu Zoro, một thương hiệu rất là nổi tiếng của Hồng Kông anh em nhé. Để nó như thế này. Thì cái dòng này là dòng Zoro Ultimate anh em nhé, tức là nó sẽ có hai mộc đáy, một đáy trên và một đáy dưới. Đây, ở giữa đây thì thường là có cái sọc như thế này, bên trên có Zoro, bên dưới có chữ Ultimate. Đấy, nó như thế anh em nhé. Bên trên đó, nó cũng có một cái mộc đáy nữa, tương tự mộc đáy bên dưới anh em nhé, nên người ta gọi nó là bật lửa hai mộc đáy là như thế, đáy trên và đáy dưới cũng đều dập số tương tự như nhau anh em nhé, đều có chữ brass này. Đây, anh em nhìn nhé, cũng khá là độc đáo. Cái cây này thì cầm sang cũng rất là tốt anh em nhé, cũng tầm khoảng 5 đến 7 hôm, cũng tương tự như Zippo thôi, nó cũng không hề kém cạnh nhé. Cái này thì thương hiệu non trẻ hơn Zippo thôi. Đây, hai cái bản lề cũng khá là tròn. Cái này thì shop sẽ có bảo hành 5 năm cho anh em chơi anh em nhé, nên là anh em yên tâm. Đấy, anh em dùng mà nếu mà có hỏng hóc gì về về nhà máy sản xuất ấy, do lý do nhà máy sản xuất ấy, thì shop sẽ có bảo hành cho anh em nhé. Đấy, về cái âm thanh thì mình test cho anh em nghe này. Đấy, âm thanh thì cũng khá là ok anh em nhé, nghe cũng khá là hay. Và bánh xe này rất là bén. Thì những ai sẽ thích hợp với cái cây bật lửa này, nếu mà ví dụ anh em mà chỉ có một cái ngân sách nhất định thôi, đấy, thì anh em cũng có thể là sử dụng cây này anh em nhé. Hoặc là anh em có nhiều bật lửa rồi, anh em muốn dùng cái cây mà nó giá nó rẻ, dùng tốt, nếu mà chẳng may đi chơi đi nhậu mà có anh em bạn bè gì xin thì anh em có thể kỷ niệm luôn anh em nhé. Vó rất là dày, bóp là không thể không nhúc nhích luôn anh em nhé. Ví dụ anh em cầm cái này đi mà anh em bạn bè của mình thích thì anh em có thể tặng luôn, kỷ niệm luôn anh em nhé. Chứ còn cầm cái Zippo mà 1 triệu 2 triệu mà người ta xin mình không cho mình cũng ngại. Đấy, nhưng mà cho là mình rất là tiếc anh em nhé. Ok, còn cái ruột nó thì là bằng thép anh em nhé, thép chuyên dụng, có màu trắng, thép chuyên dụng không dỉ luôn. Cổ đá của cái dòng Zoro thì nó như thế này anh em nhé. Bánh xe thì rất là bén luôn. Đấy, như một cái lưới cưa. Đấy, nó như thế này. Trên clip này nếu anh em lấy thì số mình sẽ tặng thêm cho anh em một vị đá có 6 viên anh em nhé. Một vị đá để anh em dùng tầm khoảng nửa năm. Đấy, mình lật trong bồng đốt cho anh em xem này. Rất là sáng. Đấy, búa này. Hầu như cái sản phẩm như thế này mình bán là chưa bao giờ phải bảo hành anh em nhé. Nó rất là bền. Bền không hề cắm cạnh Zippo luôn. Châm xăng thì anh em châm vào đây. Cái này cũng bằng đồng luôn. Cái này thì mình đánh giá ưu và nhược điểm so với Zippo thì ưu điểm của nó là vỏ dày anh em nhé, và bình không hề thua kém luôn. Đấy, kiểu dáng thì cũng cũng khá là đẹp. Đấy, và giá thì rất là hợp lý anh em nhé. Còn nhược điểm so với Zippo thì phải chăng là cái thương hiệu này không thể so sánh được với Zippo anh em nhé. Thương hiệu của này là nó non trẻ hơn, nó chỉ sản xuất bắt đầu thành lập từ năm 2008, còn Zippo thì nó thành lập từ năm 1930 32 cơ, 1932 anh em nhé. Đấy,
từ rất là lâu rồi. Và cái ruột của Zoro thì cái có cái phần cổ đá nó cũng không đẹp bằng của Zippo. Đấy, thế thôi. Còn ở đâu là nó rất là tốt anh em nhé. Nếu anh em thích thì anh em có thể liên hệ cho shop nhé. Cái mã số sản phẩm thì mình đánh dấu trên đây rồi. Và giá sản phẩm này là chỉ 350.000 thôi anh em nhé. 350.000 bảo hành 5 năm anh em nhé. Nên là rất là yên tâm. Ok, anh em muốn lấy thì alo nhé. Cần thêm thông tin gì cứ bình luận bên YouTube anh em nhé. Kính chào tạm biệt.